Do không xa lìa thần thông dị thục vì ấy từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thân cận cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật. Tạo việc này rồi vị ấy dùng một sát na tương ưng với bát nhã để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát có thể mau viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng. Nhờ an nhẫn ba la mật đa này được viên mãn, nên vị ấy liền có thể viên mãn tất cả Phật pháp và nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 467.